พักสักครู่เดินเป็นจ่องวังทนđưa truyền cho Văn Ngọ. Cao Văn Triền. Ngân Văn Đại cơ ơi. Như vậy tỷ số là 2-1 cho câu lạc bộ Sài Gòn. Một pha vượt đầy nhịp nhàng, đầy nhịp nhàng. Người lập công, chúng ta hãy cùng chờ xem người lập công có lẽ là cầu thủ vừa mới vào sân thay người, Nguyễn Xuân Dương không? Nguyễn Xuân Dương là cầu thủ đã vào sân thay người trước đó. Và đó là một pha phối hợp rất nhịp nhàng của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà. Ngân Văn Đại đã có một pha trong bóng phần góc và nó đầy cảm giác. Xuân Dương cũng đã có một pha xử lý để đánh lừa Ngọc Nguyên. Rồi pha dứt điểm vào góc gần đã không cho Văn Cường bất kỳ một cơ hội nào. Phải nói là một bàn thắng rất hoàn hảo đến từ một tình huống dàn xếp rất tuyệt vời.